Tuyến Audio xin kính chào toàn thể anh em. Hôm nay Tuyến lại tiếp tục giới thiệu đến anh em một bộ âm thanh đến từ thương hiệu của Mỹ và thương hiệu của Nhật. Đây, hôm nay Tuyến sẽ làm video này để giới thiệu đến anh em bộ đôi sản phẩm này. Tuyến cũng mới phối ghép để cho anh em cùng xem và tham khảo nhá. Gồm có một Omni Receiver dòng Kyver HR752 nhé. Dòng Omni này là dòng Omni đài nhé, Kyver. Và một đôi loa Sony rất là gấu, gồm bass 30, trung giấy và tép điện. Cấu hình thì không khác gì một bộ đôi của Y9, có model là Sony SS577 nhé, Sony SS577. Cấu hình rất là khủng. Đây, anh em nhìn này, anh em nhìn kỹ, thùng thì được làm ở đây thì nó đưa làm được một cái vân sơn đen nhé. Sơn đen này là nó làm theo kiểu sơn sần nhé, rất là đẹp, là rất là cao cấp, nhìn chung là rất là cao cấp. Và đây một là bass 30 nhé, bass này khung sườn nhôm rất chắc chắn và khỏe khoắn. Đấy, chung này chung cũng giấy, nhìn cái khung sườn của nó làm rất là chắc chắn luôn. Và đây là một tép điện nhá, đây là một chiếc điện, anh em nhìn kỹ nhé, toàn bộ rất là đẹp. Và Tuyến sẽ quay chơi cận cảnh chi tiết toàn bộ cho anh em để anh em xem nhé. Đây, một đôi loa về rất là đẹp, hàng bãi đẹp keng luôn. Đấy, chung các bác có thể nhìn này, đẹp. Nói chung là bộ riêng bộ loa, cái này là cái bẩn nhé. Đấy, cái này là vết bẩn, em chưa lau chùi. Đấy, mặt trước nằm sơn sần nhé, còn vỏ trên là bóng piano nhé, một gỗ bóng piano, nằm góc gỗ bóng luôn, vân gỗ tuyệt đẹp luôn, nhìn cái bộ gỗ nó đã mắt rồi. Đấy, anh em nhìn nhé, căng lưới rất là đẹp, liền mạch, không có rách lưới gì cả nhé. Đấy, anh em nhìn nhé, thùng này, thùng vách rất là đẹp, một đôi loa rất là gấu khủng luôn. Con này là 8 ohm nhé, công suất là 120W nhé, anh em có thể hát hò vô tư. Phối ghép bộ này anh em có thể hát hò, mà có dòng này thì hát thì không phải nghĩ. Đấy anh em nhé, thùng vách là Tuyến cam kết cho nó đẹp keng nhé, toàn bộ thùng vách là đẹp keng. Đấy, anh em nhìn kỹ toàn bộ loa là Tuyến loa rất là con này được thiết kế là một cái gân xốp cao cấp nhé, gân mút cao cấp luôn. Nó nên là hầu như dòng này là đều là mùa gân zin 100%. Đây này, ốc này anh em nhìn này, ốc còn nguyên bụi nhé. Tuyến cam kết là toàn bộ loa này zin đến nỗi mà Tuyến chưa mở một con ốc nào luôn nhé. Tuyến chưa mở bất kể một cái loa nào mà chưa đụng chạm bất kể một con ốc nào. Nếu anh em phát hiện Tuyến đã mở, Tuyến sẽ xin biếu luôn và không lấy tiền. Đấy, anh em nhìn kỹ nhé, toàn bộ Tuyến cam kết loa zin tuyệt đối luôn nhé, chưa mở bất kể một con ốc nào. Đấy, và đây tiếp tục là đây là Tuyến sẽ quay đến con Omni này. Đấy, bỏ ra này, con Omni Kyver. Đấy, dòng Receiver nhé, HR752, dòng này rất hiếm nhé, dòng này rất hiếm. Mà con này thì đánh cầu AB, đánh cầu AB nhé. Còn những cái núm này là núm quả, nhớ quả radio. Con này bắt radio rất là nét luôn, tí Tuyến sẽ test thử cho anh em. Và đây gồm con này thì nó lại hay là đánh được cả ba giải, nó chỉnh được ba giải này, volume bass này, volume mic này và volume check này. Đấy, con này đánh cả giải mic luôn, giải mic này rất là tiện, nâu nớt này. Đấy, còn đây là chuyển kênh, chuyển kênh đây anh em nhìn, chuyển kênh này, AM này, FM này, phone này, CD này, video 1 này, video 2 này. Đấy, gồm sang cầu táp này. Đấy, anh em chuyển cầu táp này. Chất âm con này phải nói là rất là hay, hàng Mỹ. Đây, anh Tuyến sẽ mở vỏ để cho anh em xem luôn. Máy rất là đẹp. Đây, con này thì nguyên bản của nó là điện của nó này, những cái này là về Tuyến chưa cần vệ sinh luôn. Đấy, máy rất là khủng đẹp luôn, máy rất là gấu, biến áp rất là to, anh em nhìn nhé, cái anh em nhìn cái biến áp của nó quá to luôn, quá gấu luôn. Con này điện thì nó là nguyên bản nó là điện 120V, nhưng mà nó có chuyển đổi cầu. Tuyến đây là Tuyến đang chuyển sang chế độ là điện 220V để cho anh em dễ sử dụng, đỡ phải đổi nguồn.
Còn anh em nào không thích thì có thể gạt sang. Đấy, nó gồm hai cầu gạt nhé. Đã gạt thì phải gạt cả hai cầu. Anh em nhìn kỹ nhé. Ở đây nó sẽ điện 120V. Hàng này hàng Mỹ nhé. Đấy. Nhưng mà những cái đời dòng này thì đều là được sản xuất tại Nhật. Đấy, hàng quả thương hiệu Mỹ luôn, sản xuất tại Nhật nên là nó làm rất là gấu. Anh em nhìn đây, đây là tụ nọc nguồn cũng rất là to và chạy 4 sò đại nhé. 4 sò xanh đen đại. Toàn bộ zin đét đen đẹp luôn. Máy rất là gấu, 3 tầng vỉ luôn. Đấy, 3 tầng vỉ luôn. 1 này, 2 này, 3 này. Đấy, anh em nhìn máy dây đặc luôn. Cấu hình sau đây, anh em sẽ cùng nhìn nhé. Con này có thể làm rề. Đấy, dòng này nó rơi vào khoảng độ 350W này. 3,1A là rơi vào tầm khoảng độ 350W. Con này rất là gấu khủng luôn. USA. Đấy. Con này có thể rút ra làm rề luôn này. Đấy. Rề. Hoặc làm một bộ như bộ công suất luôn. Anh em nhìn rất là khủng. Đấy. Made in Japan. Đấy, Made in Japan. Đấy, anh em nhìn nhé. Đây là anh em chơi radio thì phải nên câu một cái dây anten vào. Câu cái dây anten vào đây, cái là bắt radio rất là nét. Đấy, anh em nhìn máy tuyệt đẹp luôn. Liên máy rất là đẹp đấy. Anh em nhìn USA nhé. Đấy, tiến quay kỹ nhé. Đấy. Hàng cover của Mỹ. Đấy, toàn bộ máy rất là gấu. Đây, bây giờ là Tuyến sẽ test để test thử cho anh em nghe nhé. Con này thì nếu mà anh em muốn, con này có thể hát karaoke được. Bộ loa này có thể hát karaoke được. Nếu anh em muốn hát karaoke thì thêm đầu tư thêm một cái vang nữa là anh em hát thoải mái. Nói chung là hát gia đình thì không phải nghi riêng bộ này, bởi vì con này đánh tiếng rất là gấu. Bây giờ Tuyến sẽ test nhạc cho anh em. Bây giờ là Tuyến cũng xin được báo giá luôn bộ sản phẩm này nhé. Tuyến đang bán một đôi loa Sony zin tuyệt đối nhé. Cam kết là zin tuyệt đối mà thời điểm này là giá là này rất là cao. Nhưng mà Tuyến vẫn cố gắng làm sao để cho mọi người anh em có thể là được cái giá tốt nhất, phù hợp nhất là thời điểm này. Nói thật là về thời điểm này là giá rất là cao. Hàng này hàng Tuyến đấu mạng 100% nhé. Hàng này hàng Tuyến đấu mạng.
Nên là Tuyến bây giờ Tuyến xin được báo giá đôi loa Sony SS 577 này, Tuyến bán với giá là 7 triệu đồng nhá. Chỉ với 7 triệu đồng cho anh em để anh em có thể là có một cái đôi loa rất là gấu bát 30 để chơi Tết. Và con âm ni Kever hàng Mỹ dòng receiver 752 zin tuyệt đối nhá, đẹp xuất sắc luôn. Zin tuyệt đối đẹp xuất sắc này Tuyến để cho anh em với giá 8 triệu đồng. Đấy. Anh em chỉ mất 15 triệu đồng đã có một bộ sản phẩm rất là gấu. Thực tế chưa bằng một cái đôi loa I9 nhá, nhưng mà tiếng Tuyến cam đoan con này đánh rất là bạo lực và rất là khỏe khoắn vì âm bát của nó rất là khỏe. Anh em cứ nếu mà muốn nghe chuẩn thì cứ đeo tai phone vào anh em nghe để cảm nhận cái âm bát của nó mạnh mẽ như thế nào. Con này Tuyến cam đoan là đánh tiếng bát rất là mạnh. Đấy. Tuyến giới thiệu bộ ghép bộ phối ghép bộ này để cho anh em có thể chơi và có thể hát được. Nói thật là chơi và để hát được. Anh em có nhu cầu được hát thì có thể là mình đầu tư thêm một con vang nhé. Đấy. Và ai có nhu cầu mua hàng thì liên hệ cho Nguyễn Tuyến Audio nhé. Theo số điện thoại 0917838969 nhá, Tuyến ship hàng toàn quốc nhá. Và với giá 10 bộ sản phẩm này là Tuyến báo giá này là chưa bao gồm phí ship. Anh em mua hàng vui lòng cọc trước cho Tuyến 10% nhá. Cọc trước cho Tuyến 10%. Và anh em nhớ nhấn nút chuông đăng ký để theo dõi tiếp những cái video tiếp theo của Tuyến nhá. Tuyến đợt này Tuyến rất là nhiều hàng, có thể lên hàng liên tục để cho anh em có thể là cập nhật thường xuyên và chọn cho mình những cái món đồ ưng ý nhé. Rồi, Tuyến xin dừng video tại đây. Xin cảm ơn mọi người.